tháng 8 năm 2024 âm lịch, ngày tốt để khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng, rồi treo biển hiệu và những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Tháng tầm đã soạn sẵn rồi. Thì trước tiên chúng ta sẽ xem về cái trong cái tháng 8 âm lịch này có những cái ngày tốt nào. Sau đó chúng ta sẽ xem là cái ngày tốt đó nó có hợp với mình hay không. Vì ví dụ như ngày đó là ngày tốt mà tuổi của mình bị sung và bị hình với ngày thì chúng ta cũng không dùng được chúng ta phải chọn ngày khác anh chị em ha rồi sau này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn để chúng ta sẽ xem vào trong cái giờ lọc mã quý nhân để chúng ta cúng kính ha thì lúc đó anh chị em chúng ta hãy liên hệ với quan tâm rồi trước tiên thì ngày trong cái tháng 8 âm lịch này chúng ta sẽ có ngày mùng 1 nè ngày mùng 1 anh chị em ha ngày mùng 4 ngày mùng 6 ngày mùng 7 ngày mùng 8 Ngày 12, ngày 13, ngày 14, ngày 17, ngày 19, ngày 20, ngày 24, ngày 25, ngày 26, ngày 29. Đó là những cái ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch anh chị em ha. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào trong cái chi tiết xem thử xem cái ngày đó nó có hợp với mình hay không. Rồi, trước tiên là ngày mùng 1 canh ngọ, ngày canh ngọ là ngày tốt. Tuy nhiên tuổi ngọ bị hình, tuổi tí bị xung, vậy là tuổi tí và tuổi ngọ chúng ta không dùng được, mặc dù là ngày tốt thì chúng ta vẫn phải chọn ngày khác ha. Tuổi tí, tuổi ngọ ha, chúng ta chọn ngày khác. Còn những tuổi khác chúng ta vẫn chọn cái ngày này để chúng ta tiến hành những công việc quan trọng. Tiếp theo là ngày mùng 4 quý dậu, ngày quý dậu thì tuổi Mão và tuổi Dậu lại không dùng được, chúng ta chọn ngày khác anh chị em ha. Ngày mùng 6 ất hợi thì tuổi Tỵ và tuổi Hợi không dùng được, chúng ta chọn ngày khác. Ngày mùng 7 Bính Tý thì tuổi Mão và tuổi Ngọ không dùng được, chúng ta chọn ngày khác ha. Ngày mùng 8 Đinh Sửu, ngày Đinh Sửu thì tuổi Mùi và tuổi Tuất không dùng được anh chị em ha, chúng ta chọn ngày khác ngày 12 tân tỵ ngày tân tỵ thì tuổi hợi và tuổi thân không dùng được anh chị em ha ngày 13 nhâm ngọ thì tuổi tý và tuổi ngọ không dùng được ngày 14 quý mùi quý mùi thì tuổi sửu không dùng được ha anh chị em ha tuổi sửu chúng ta chọn ngày khác ngày 17 bính tuất bính tuất thì tuổi thìn và tuổi tuổi thìn và tuổi mùi không dùng được chúng ta chọn ngày khác anh chị em ha ngày 19 mậu tý ngày mậu tý thì tuổi ngọ và tuổi mão bị xung mà hình chúng ta không dùng được chúng ta chọn ngày khác ngày 20 kỷ sửu ngày kỷ sửu thì tuổi tuất và tuổi mùi không dùng được chúng ta chọn ngày khác ngày 24 quý tỵ thì tuổi hợi và tuổi thân không dùng được chúng ta chọn ngày khác ha ngày 25 giáp ngọ. Ngày giáp ngọ thì tuổi tí và tuổi ngọ không dùng được, chúng ta chọn ngày khác anh chị em ha. Ngày 26 ất mùi, ất mùi thì tuổi Sửu. Không dùng được, chúng ta chọn ngày khác anh chị em ha. Và ngày 29, ngày 29 mậu tuất, mậu tuất thì tuổi Thìn và tuổi Mùi không dùng được, chúng ta chọn ngày khác anh chị em ha. Rồi đó là những cái ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch năm 2024 này. Anh chị em chúng ta chọn được cái ngày tốt và hợp với tuổi của mình thì nó đã được 60-70% rồi. Để mà chúng ta tiến hành những công việc quan trọng. Còn nếu đi chi tiết hơn thì hãy nhắn tin riêng cho Quảng Tổng thì Quảng Tổng sẽ hỗ trợ cho anh chị em ha. Rồi nếu có điều gì thắc mắc thì hãy comment. Rồi nhớ bấm đăng ký để theo dõi, ủng hộ Quảng Tổng. Và chúc cho anh chị em chúng ta trong một tháng 8 âm lịch này thật nhiều may mắn, thật nhiều thuận lợi và gặp nhiều cái thành công trong cuộc sống ha xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo